Leo lên đỉnh núi Vặn, đến đền Tổ mẫu Âu Cơ tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, leo 553 bậc đá. Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ là khởi nguồn của cộng đồng người Việt. Theo truyền thuyết, mẹ Âu Cơ vốn là con gái của Đế Lai ở Động Lăng Xương, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, ngày nay. Khi Âu Cơ cất tiếng khóc chào đời thì hương thơm tỏa ngát trên trời, có mây lành che chở điềm báo tiên nữ giáng trần. Âu Cơ được Lạc Long Quân kén làm vợ và đưa về núi Nghĩa Lĩnh. Sau đó sinh ra bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai tại khu vực Đền Hạ, thuộc Đền Hùng ngày nay. Rồi Lạc Long Quân đưa 50 người con về miền biển. Làm nghề chài lưới, Âu Cơ đưa 49 người con lên núi khai phá rừng hoang, để lại người con trưởng làm vua. 18 chi đều gọi là Hùng Vương. Sau khi đưa các con lên núi, Âu Cơ dạy muôn dân trồng lúa nước, nuôi tầm, dệt vải, đánh bắt cá, hái Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thế kỷ 15 ghi, Lạc Long Quân, tên húy là Sùng Lãm, con của Kinh Dương Vương. Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai. Tục truyền sinh trăm trứng. Là tổ của Bách Việt, phong con trưởng là Hùng Vương nối ngôi vua, là vua Hùng Vương thứ nhất. Trong sách Khâm Địch Việt Sử Thông Giám Cương Mục, thế kỷ 19 ghi lại, Hùng Vương dựng nước, đặt tên nước là Văn Lang. Long Vân và Âu Cơ suy tôn con trưởng Hùng Vương nối ngôi vua, đóng đô ở Phong Châu, truyền ngôi 18 đời gọi là Hùng Vương. Sử sách ghi Âu Cơ con của Đế Lai, nhưng truyền thuyết lại kể Âu Cơ là một nàng tiên giáng trần. Âu Cơ là nàng tiên khi dựng xong cơ nghiệp, ắt nàng phải đằng vân để lại tấm vải lụa cho các con trước khi về trời. Các nhà khảo cổ học tìm thấy những dấu vết của người đứng thẳng thời đồ đá cũ trên lãnh thổ Việt Nam cách đây khoảng 500.000 năm. Các công cụ thô sơ bằng đá và các dấu răng của người tiền sử được phát hiện tại các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Yên Bái, Ninh Bình và Quảng Bình. Ngoài ra, tại các vùng phía Bắc, con người sinh sống trong các hang động đá vôi và sống bằng các hoạt động săn thú hái lượm. Trong khi đó, tại các vùng duyên hải miền Trung như Nghệ An, con người chủ yếu sống bằng đánh cá. Đến thời đại đồ đá mới cách đây 5.000 đến 6.000 năm, người Việt cổ bắt đầu biết canh tác lúa nước, loạt dấu vết trồng lúa có từ cao nguyên tới đồng bằng. Ngoài ra, con người bắt đầu biết chế tác công cụ theo kiểu khác và làm đồ gốm với kỹ thuật khác. Đến khoảng thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, vào thời kỳ đồ đồng, khu vực lúa nước ở sông Hồng và sông Cả phát triển thành nền văn hóa Đông Sơn. Rồi cùng thời gian đó, những nhà nước đầu tiên lần lượt xuất hiện, đó là Văn Lang và Âu Lạc. Từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, các triều đại phong kiến từ phương Bắc cai trị một phần Việt Nam hơn 1.000 năm. Sự cai trị này bị ngắt quãng bởi những cuộc khởi nghĩa của những tướng lĩnh như Bà Triệu, Mai Thúc Loan, Hai Bà Trưng hay Lý Bí. Năm 905, Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ, không phải là độc lập, vì Dụ tự nhận mình là quan triều đình phương Bắc. Đến năm 938, sau khi chỉ huy trận sông Bạch Đằng đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền lập triều, xưng vương,
đánh dấu một nhà nước độc lập khỏi các triều đình phương Bắc vào năm 939. Sau nhà Ngô lần lượt các triều, Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần tổ chức chính quyền tương tự các triều đại Trung Hoa, lấy Phật giáo làm tôn giáo chính của quốc gia và cho truyền bá cả Nho giáo và Đạo giáo. Nhà Tiền Lê, Lý và Trần đã chống trả các cuộc tấn công của nhà Tống và nhà Mông Nguyên, đều thắng lợi và bảo vệ được Đại Việt. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, lập nhà Hồ, đổi tên nước là Đại Ngu, tiến hành cải cách. Năm 1407, Đại Ngu bị nhà Minh thôn tính. Một số thành viên hoàng tộc nhà Trần khởi nghĩa, lập nhà Hậu Trần và bị quân Minh đánh bại sau 7 năm. Năm 1427, Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, lập nhà Hậu Lê, giành lại độc lập năm 1428. Có quan điểm cho rằng đây là triều đại mà phong kiến Việt Nam đạt đỉnh cao, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông từ năm 1460 đến năm 1497. Vào đầu thế kỷ 16, nhà Lê Sơ bị nhà Mạc cướp ngôi nên một bộ phận quan lại trung thành đã lập người khác trong dòng dõi Du Lê lên làm vua, tái lập nhà Lê. Nhà Lê Trung Hưng sau 60 năm giao tranh đã chiến thắng diệt nhà Mạc. Vua Lê khi đó là Bù Nhìn. Hai tập đoàn phong kiến, Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn tranh chấp nhau gây chiến tranh kéo dài hơn 100 năm, chia cắt Đại Việt thành đàng ngoài và đàng trong 200 năm. Hình dạng bánh chưng bánh dày tượng trưng trời tròn đất vuông. Cuối thế kỷ thứ 18, tướng khởi nghĩa Nguyễn Huệ trong 15 năm đã đánh bại cả Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn cùng các cuộc xâm chiếm của Xiêm và Thanh để lập nhà Tây Sơn. Nguyễn Huệ mất với người kế vị Cảnh Thịnh. Nhà Tây Sơn bị Nguyễn Ánh, một thành viên dòng họ Chúa Nguyễn cùng với viện trợ từ Pháp và Xiêm lật đổ, lập nhà Nguyễn, triều đại cuối cùng ở Việt Nam. Thời phong kiến, các triều Lý, Trần, Hậu Lê và Chúa Nguyễn thu phục Chiêm Thành, Chân Lạp và Tây Nguyên ở phía Nam. Bên kia núi, khu vực đền thờ các vua Hùng. Thank you.
Phương Tây tiếp cận Việt Nam từ thế kỷ thứ 16. Vào thế kỷ thứ 17, đàn trong và đàn ngoài trao đổi thương mại trước hết với Bồ Đào Nha và Hà Lan, sau thêm Anh và Pháp. Các tu sĩ dòng tên do Bồ Đào Nha bảo trợ đến truyền bá công giáo từ năm 1615, rồi hội thừa sai Paris và dòng Đa Minh tiếp nối. Công giáo tại Việt Nam phát triển trong hai thế kỷ tiên khởi là thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18. Từ thời Gia Long, nhà Nguyễn Bế Quang tỏ cản, cấm ngoại thương, không tiếp xúc công nghệ tiên tiến. Nửa sau thế kỷ 19, Pháp xâm nhập bán đảo Đông Dương, thâu tóm nhà Nguyễn và thành lập Liên bang Đông Dương năm 1887. Thời Pháp thuộc, văn hóa, khoa học, kỹ thuật phương Tây được tăng cường truyền bá. Ở Việt Nam xuất hiện con người sinh sống từ thời đại đồ đá cũ, khởi đầu với các nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Âu Lạc bị nhà Triệu ở phương Bắc thôn tính vào đầu thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, sau đó là thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Chế độ quân chủ độc lập được tái lập sau chiến thắng của Ngô Quyền trước nhà Nam Hán. Sự kiện này mở đường cho các triều đại độc lập kế tục và sau đó nhiều lần chiến thắng trước các cuộc chiến tranh xâm lược từ phương Bắc, cũng như dần mở rộng về phía Nam. Thời kỳ Bắc thuộc cuối cùng kết thúc sau chiến thắng trước nhà Minh của Nghĩa quân Lam Sơn.
Theo truyền thuyết, mẹ Ô Cơ là tiên nên phải quay về trời và để lại tấm vải lụa hồng cho các con làm kỷ niệm khi nhớ mẹ. Cổng này mình có leo lên được không em? À, cổng này thì không ạ. Ờ. Vì là...